Waterborne, Nam Long được biết đến như một thành phố bên sông, là khu đô thị tích hợp hàng đầu cửa ngõ Tây Nam thành phố Hồ Chí Minh, sở hữu địa thế phong thủy thịnh vượng bên bãi bồi, được bao bọc bởi 5,8 km sông Vàm Cỏ Đông. Quy hoạch đẳng cấp theo mô hình modern township quốc tế, hệ sinh thái tiện ích on in one của Waterborne thỏa mãn tất cả 5 nhu cầu trụ cột thiết yếu của cuộc sống: sống, làm việc, học tập, vui chơi, giải trí, mua sắm. Nhờ được xây dựng trên 4 nền tảng quan trọng: hạ tầng kết nối đồng bộ, quy hoạch khu đô thị phức hợp với các chương trình tạo điểm đến, công nghệ tiên tiến và dịch vụ quản lý vận hành thông minh. Không chỉ là môi trường sống chất lượng, Waterborne đem đến cho những trải nghiệm vô cùng độc đáo, đáp ứng trọn vẹn các xu hướng sống xanh, sống bình yên, sống khỏe, sống tiện ích, sống hiện đại và sống kết nối. Và ngày hôm nay Phước Sửu sẽ review cái tiến bộ mới nhất của dự án Waterborne Nam Long. Trong 5 năm tới thì Waterborne Nam Long sẽ triển khai khá nhiều hạng mục, nhưng với giai đoạn 1 với diện tích 165 hectare, Waterborne sở hữu công viên trung tâm rộng lên đến 20 hectare. Giai đoạn này cũng được thiết kế khuyến khích tạo hoạt động thể chất với đường chạy bộ, đi xe đạp riêng, khu sinh hoạt cộng đồng với 2,5 hectare, có hồ bơi chuẩn thi đấu quốc tế. Nam Long cũng sẽ dành 17 hectare xây dựng trường đại học và trường quốc tế, đồng thời là triển khai 82 dành cho khu thương mại dịch vụ và 32 cho y tế. Ngoài ra, dự án Waterborne Nam Long sẽ bao gồm các khu nhà ở thấp tầng, khu biệt thự, khu cao tầng, chung cư, khu phức hợp văn phòng, khu mua sắm, dịch vụ, giải trí, bệnh viện, khu giáo dục mầm non, tiểu học, trường học và khu phức hợp thể thao. Một vài hạng mục mà Waterborne đã hoàn thành: Waterborne được quy hoạch nhằm kiến tạo một trải nghiệm sống hoàn chỉnh dành cho cư dân, sự tích hợp thông minh các thành phần tiện ích phục vụ cho nhu cầu thiết yếu tại ngay khu đô thị. Waterborne chính là điểm đến cho cuộc sống trọn vẹn, nơi gia đình có thể vui chơi, giải trí, học tập, mua sắm, thưởng thức những ẩm thực sạch, gặp gỡ giao lưu, gắn kết những cộng đồng nguyện cầu và yêu thương. Tính đến năm 2023, tiến độ xây dựng của khu Waterborne đang dần được hoàn thiện với cả một nhiều hạng mục như sau: hoàn thiện các phần xây dựng khu Aqua và Rivera, hoàn thiện các khu nhà mẫu, biệt thự và nhà phố vườn. Cảnh quan xung quanh của nhà mẫu, nhà phố vườn trở nên hần hoàn thiện và rất đẹp. Một vài hạng mục khác đang triển khai xây dựng như vòng đang đã hoàn thành là vòng xoay siêu to khổng lồ tại Waterborne, khu club, sân bóng rổ, sân bóng đá và khá nhiều hạng mục đã hoàn thiện tại khu Waterborne Nam Long. Như vậy, nhìn vào tiến độ thi công, có thể đây là một Waterborne Nam Long được triển khai nhanh chóng để đảm bảo bàn giao cơ sở hạ tầng và bàn giao nhà cho quý khách hàng. Ngoài ra, tiện ích trung tâm khu picnic, khu vườn Nhật, khu trung tâm thương mại, khu cầu vượt và dự kiến sẽ hoàn thiện nhanh chóng trước thời gian bàn giao. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau.